Phim cổ trang cung đấu không chỉ hấp dẫn bởi bối cảnh cổ trang xa hoa lộng lẫy hay những mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp, mà trên hết điều khiến khán giả luôn có thể xem đi xem lại những bộ phim cung đấu kinh điển này là bởi nội dung kịch tính, những mưu sâu kế hiểm, những sự đấu đá, tranh giành quyền lực vừa thông minh vừa độc địa. Vì một số những lý do mà trong những năm trở lại đây, dòng phim này bị cấm sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, các bộ phim đã chiếu trước đó đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cùng điểm lại một số phim cung đấu được khán giả yêu thích và thảo luận nhiều trong những năm qua nhé. Thâm cung nội chiến. Thâm cung nội chiến là bộ phim cổ trang cung đấu đặc sản của đài TVB. Đây cũng là bộ phim duy nhất từ trước đến nay của TVB có 4 nữ diễn viên chính. Đều đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Lê Tư, Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di và Sa Thi Mạn. Bộ phim bắt đầu với việc Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần cùng đoàn tú nữ lên đường tiến cung với những kế sách, những mưu sâu kế hiểm để trụ vững trên đấu trường nơi hậu cung trong Tử Cấm Thành này. Và chẳng cần đợi lâu, sau khi đoàn tú nữ nhập cung, đợi được đến ngày nhận sắc phong thì Nguyên Kỳ chết, Thục Ninh bị đầu độc tới phát điên, chỉ còn lại Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần được sắc phong làm đáp ứng. Từ đây cuộc chiến trốn hậu cung càng trở nên ác liệt và hiểm độc hơn khi mỗi người đều vì mục đích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn, không kiêng nể bất cứ ai. Không giống Chân Hoàn chuyện xây dựng hình tượng Chân Hoàn, từ thiếu nữ ngây thơ vì hoàn cảnh bức ép phải trở nên cường đại, mưu mô và thủ đoạn. Thâm cung nội chiến thực sự là một cuộc chiến sống còn của các phi tần, không có tốt hay xấu, chỉ có ai cao tay, thủ đoạn và độc ác hơn ai mà thôi. Ngay cả Nhĩ Thuần của Sa Thi Mạn, người có đôi mắt luôn đượm buồn ấy, cũng chẳng hề chùn tay khi tính kế hãm hại Ngọc Doanh hay trả thù Thục Ninh. Chính bởi vậy, đánh giá Thâm cung nội chiến là một bộ phim cung đấu thuộc hàng kinh điển của TVB nói riêng và truyền hình Trung Quốc nói chung là không hề nói quá. Hậu cung Chân Hoàn chuyện. Một trong những tượng đài bất diệt của dòng phim cổ trang cung đấu chắc chắn chính là Hậu cung Chân Hoàn chuyện. Đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Trung Quốc, tạo nên được cơn sốt so sánh ngang với hai bộ phim Tây Du Ký năm 1986 và Hoàn Châu Cách Cách năm 1997. Bộ phim cung đấu này lấy bối cảnh thời kỳ Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh, nơi Tử Cấm Thành nhiều mưu mô hiểm độc. Các phi tần cả ngày lẫn đêm tính kế hãm hại lẫn nhau, tranh sủng và tranh quyền đoạt vị bất chấp mọi thủ đoạn. Chân Hoàn vốn là một thiếu nữ ngây thơ, chân thật, vốn không muốn vào cung làm phi tần, càng không muốn tranh sủng nên đã giả bệnh để tránh thị tẩm. Nhưng rồi cơ duyên để nàng gặp được Ung Chính Hoàng đế và đem cả trái tim và tình yêu đầu đời của mình trao cho vị Hoàng đế này. Nhưng Chân Hoàn đâu biết rằng Ung Chính sủng ái nàng, cũng chỉ vì nàng có nét giống Thuần Nguyên Hoàng hậu quá cố. Rời khỏi Tử Cấm Thành với trái tim đã chết, trải qua hàng vạn khổ đau cùng khó khăn. Ngay lúc Chân Hoàn tìm được tình yêu xứng đáng của cuộc đời mình là Doãn Lễ thì vận mệnh trớ trêu lại đẩy nàng trở về cái lồng son Tử Cấm Thành một lần nữa. Nhưng lúc này Chân Hoàn của ngày xưa đã chết rồi, nàng bây giờ là Hi Phi con gái của gia tộc Nữ Hỗ Lộc Thị. Vì để trả mối thù xưa và bảo vệ bản thân, bảo vệ hai đứa con của mình mà trở nên lạnh lùng, mưu mô và sẵn sàng đáp trả mọi mưu kế, thủ đoạn hãm hại của kẻ khác. Cung tâm kế. Nếu nhắc đến Tôn Lệ là nhắc đến nhân vật Chân Hoàn thì nhắc đến Sa Thi Mạn khán giả không bao giờ quên được nhân vật Lưu Tam Hảo. Với phương châm sống làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện trong cung tâm kế. Cung tâm kế được đánh giá là bộ phim cổ trang cung đấu xuất sắc nhất của đài TVB, đã giữ kỷ lục lượt xem cao chót vót trong nhiều năm liên tiếp và hiện vẫn đang nằm trong top 5 bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại tại Hồng Kông, dù đã được công chiếu từ năm 2009. Lưu Tam Hảo do Sa Thi Mạn thủ vai và Diêu Kim Linh do Dương Di thủ vai được đưa vào cung từ nhỏ để làm nô tỳ. Cả hai nàng đều thông minh, xinh đẹp, đặc biệt là Tam Hảo rất đơn thuần, chân thành và luôn sống đúng với di huấn của mẫu thân là làm việc tốt, nói lời hay. Chính bởi vậy nên nàng được tất cả mọi người xung quanh rất yêu quý. Ngược lại, Kim Linh người bạn thân thiết của Tam Hảo lại là người ích kỷ, tư lợi và có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ích của bản thân. Chính bởi vậy nên khi biết Tam Hảo được Hoàng đế để mắt và sủng ái, Kim Linh đã không ngần ngại lập mưu vu oan cho nàng, sẵn sàng hãm hại người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Còn Tam Hảo, điều duy nhất khiến khán giả bất bình với bộ phim này chính là nàng vẫn cứ luôn hiền lành, yếu đuối và tốt bụng như thế, dù cho giữa chốn hậu cung tàn ác, đấu đá nhau khốc liệt. Mỹ Nhân Tâm Kế. Bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế do biên kịch Vàng Vu Chính sản xuất năm 2010, được xây dựng dựa trên bối cảnh của tiểu thuyết Vô Tận Chìm Nổi của tác giả Tiêu Kỳ Anh. Bộ phim được đầu tư với kinh phí khủng, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng và hùng hao của showbiz như Lâm Tâm Như, Trần Kiện Phong, La Tấn, Dương Mịch, Vương Lệ Khôn, Thích Vi. Bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế là câu chuyện xoay quanh cuộc đời nhiều biến động và thăng trầm của nàng Đậu Y Phòng do Lâm Tâm Như thủ vai. Đậu Y Phòng tên thật là Vân Tịch, con gái của một cung nữ thân cận của Bạc Cơ phu nhân.
nhưng vì những âm mưu hãm hại lẫn nhau của Lã Hậu và phu nhân Bạc Cơ đã khiến nàng trở thành đứa trẻ mồ côi phải sống nhờ nhà cậu. Khi lớn lên, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và khéo léo. Sau đó Vân Tịch được đưa vào cung làm cung nữ, được Lã Hậu để mắt đến liền đổi tên nàng thành Đậu Y Phòng, muốn nàng sang Đại Quốc làm nội gián bằng cách gả nàng cho chính Lưu Hằng, do Trần Kiện Phong thủ vai, con trai của Bạc Cơ. Từ đây, Đậu Y Phòng một mình đảm nhận hai vai, vừa giả trang là nội gián cho Lữ Hậu, vừa là người vợ hiền giúp đỡ Lữ Hằng dần dần gây dựng Giang Sơn, tạo ra một thời kỳ thịnh thế văn cảnh chi trị đời nhà Hán. Tên của cô cũng được ghi vào sử sách và được hậu nhân xưng tụng. Võ Mị Nương truyền kỳ. Ngay từ khi phát sóng vào năm 2014, Võ Mị Nương truyền kỳ đã nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả. Bộ phim tạo nên sức hút đặc biệt nhờ được đầu tư chỉnh chu về mọi mặt. Kinh phí đầu tư lên đến hơn 300 triệu nhân dân tệ, gần 1.050 tỷ Việt Nam đồng, một trong số ít bộ phim có nguồn lực vững mạnh để chịu chơi với tất cả các bối cảnh xa hoa nhất. Bộ phim còn gây chú ý nhờ dàn mỹ nhân nổi bật như Phạm Băng Băng vai Võ Mị Nương, Trương Hinh Dư vai Tiêu Thục Phi, Trương Quân Ninh vai Từ Huệ Phi, Châu Hải My vai Dương Thục Phi. Võ Mị Nương truyền kỳ bắt đầu vào năm Trinh Quán thứ 11, thiếu nữ Võ Như Ý do Phạm Băng Băng thủ vai, bước vào chốn hậu cung 3.000 giai lệ của Đại Đường. Nàng lọt vào mắt xanh của Đường Thái Tông Lý Thái Dân, được ân sủng phong làm võ tài nhân, tên gọi Võ Mị Nương. Vì lời sấm đồn nữ nhân họ Võ sẽ làm triều Đường diệt vong, mà từng bước đi của nàng nơi hậu cung đều như dẫm gai nhọn. Ở bên Thái Tông từ năm nàng mới 14 tuổi, 12 năm sau khi Thái Tông băng hà, nàng lại trở thành sủng phi của Đường Cao Tông Lý Trị. Sau đó, Võ Mị Nương ẩn nhẫn, từng bước giành lấy quyền lực, bước lên ngôi vị cao nhất hậu cung. Sau cùng, Võ Mị Nương thâu tóm quyền lực, nhiếp chính và trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc với tên hiệu là Võ Tắc Thiên. Một trong các yếu tố tạo nên sự thành công của Võ Mị Nương truyền kỳ chính là nhà sản xuất nắm bắt được tâm lý người xem, tập trung khai thác nhiều tuyến nội dung có chiều sâu. Đồng thời các nội dung được thêm thắt để tái hiện đời sống thâm cung bí sử, những cuộc nội chiến cung đấu giữa các quý phi cũng là điểm sáng của phim. Diên Hy Công Lược. Bộ phim này của biên kịch Vàng Vu Chính đã làm mưa làm gió suốt mùa hè năm 2018, gây ra cơn sốt khắp toàn châu Á và được phát sóng trên 70 quốc gia. Và Diên Hy Công Lược cũng giúp cho toàn bộ dàn nhân vật chính trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm, từ Tần Lam, vai Phú Sát Hoàng Hậu, hay Nhiếp Viễn, vai Vua Cản Long, và đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn, vai Ngụy Anh Lạc, và Hứa Khải, vai Phú Sát Phó Hằng, là hai gương mặt mới vụt sáng thành sao sau khi bộ phim phát hành. Diên Hy Công Lược là bộ phim được mang ra so sánh đối đầu với Như Ý Chuyện bởi phát sóng cùng thời điểm, xây dựng chung một cốt truyện nhưng đi theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Nếu như Như Ý Chuyện lấy kế hoàng hậu Như Ý làm trung tâm thì Diên Hy Công Lược lại khai thác từ góc nhìn của lệnh hoàng quý phi Ngụy Anh Lạc. Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh những năm đầu thời Càn Long nhà Thanh kể về Ngụy Anh Lạc, lấy nguyên mẫu từ lệnh ý hoàng quý phi, hiếu nghi thuần hoàng hậu có thật trong lịch sử. Nữ chính Ngụy Anh Lạc chấp nhận tiến cung để điều tra về cái chết của chị gái cùng quyết tâm trả thù. Nhưng sau khi vào cung, được Phú Sát hoàng hậu quan tâm dạy dỗ, Ngụy Anh Lạc đã thay đổi, trở thành một nữ quan chính trực, hết lòng vì việc nghĩa. Nhưng Tử Cấm Thành không phải là nơi yên bình để người người hòa thuận. Phú Sát hoàng hậu bất hạnh qua đời, Ngụy Anh Lạc tìm cách bước chân lên vị trí cao hơn để tìm ra chân tướng, trả thù cho hoàng hậu. Cũng từ đây, những hiểu lầm giữa nàng với Càn Long đế dần được hóa giải, hai người thấu hiểu nhau hơn và Ngụy Anh Lạc dùng sự thông minh, tài trí của mình để giúp đỡ hoàng đế xử lý những vấn đề trong hậu cung, cùng Càn Long hưởng thụ trọn vẹn thời đại thái bình. Hậu cung Như Ý Chuyện. Hậu cung Như Ý Chuyện gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối trước khi được công chiếu, cùng với sự lên sóng trước của Diên Hy Công Lược đã khiến mức độ nổi tiếng của bộ phim không được như kỳ vọng ban đầu. Nhưng với những người hâm mộ dòng phim cổ trang cung đấu Trung Quốc, Như Ý Chuyện vẫn là một tuyệt phẩm đáng để thưởng thức. Phim có sự tham gia của những tên tuổi đình đám như Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Lý Thuần, Đồng Khiết, Trương Quân Ninh, Đồng Dao, Tân Chỉ Lôi, Lý Thấm. Hậu cung Như Ý Chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Lưu Liễm Tử, có thể được xem là phần tiếp nối của hậu cung Chân Hoàn Truyện. Phần phim này tập trung xoay quanh Như Ý, nàng thanh mai trúc mã của vua Càn Long. Để được ở bên người mình yêu, Như Ý chấp nhận làm trắc phúc tấn của Tứ A Hoàng Lịch, rồi sau trở thành nhàn phi của vua Càn Long. Chấp nhận được yêu chàng thiếu niên Hoàng Lịch năm xưa đã đẩy Như Ý bước vào cảnh tranh sủng khốc liệt. Tình yêu của cả hai ngày càng rạn nứt kể từ khi Như Ý lên ngôi kế hậu. Chuyện tình của cả hai kết thúc đầy dây dứt, đến cuối cùng Như Ý còn bị tước chức vị và không được mai táng theo nghi thức của Hoàng hậu. Khuynh Thế Hoàng Phi. Bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi ra mắt ở Trung Quốc vào cuối năm 2011, ngay lập tức tạo ấn tượng tốt với khán giả ngay từ những tập phim đầu tiên.
Khuynh Thế Hoàng Phi lấy bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc, khi lãnh thổ Trung Hoa chia thành những vương quốc nhỏ. Phim là mối tình tay ba ngang trái giữa công chúa nước Sở bị tiêu vong Mã Phúc Nhã do Lâm Tâm Như thủ vai, với hoàng thái tử nước Thục Mạnh Kỳ Hựu do Nghiêm Khoan thủ vai và hoàng đế Bắc Hán Lưu Liên Thành do Hoắc Kiến Hoa thủ vai cùng nhiều vương tôn công tử khác. Mã Phúc Nhã thân là công chúa nước Sở, nhưng vì hoàng thúc của nàng gây ra cuộc chính biến tàn khốc, khiến cho phụ vương của nàng đã bỏ mạng trong đám loạn quân. Mang trong mình mối hận, Mã Phúc Nhã quyết tâm tìm cách khôi phục Giang Sơn, giành lại những gì thuộc về mình. Chính ý chí kiên cường và sự thông minh, tài giỏi của cô gái này đã làm rung động trái tim hai vương tử, Mạnh Kỳ Hựu và Lưu Liên Thành, cùng nhiều công tử khác. Khác với nhiều hình mẫu công chúa yểu điệu thục nữ, dịu dàng nhu nhược, ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Mã Phúc Nhã là một quyết tâm không gì lay chuyển được. Sống trong hậu cung từ bé, lại chứng kiến đủ những mất mát to lớn nhất cuộc đời. Cô công chúa nhỏ Mã Phúc Nhã không cam chịu số phận bị kẻ khác bắt nạt, đàn áp, mà sẵn sàng ăn miếng trả miếng sòng phẳng. Nhưng ẩn sâu trong nàng vẫn luôn là trái tim nhân hậu của một nữ thần y, từng được dân chúng nước Sở hết lòng kính phục. Mị Nguyệt Truyện. Bộ phim Mị Nguyệt Truyện ra mắt vào năm 2015, sở hữu dàn diễn viên thực lực có phần tương tự như hậu cung Chân Hoàn Truyện như Tôn Lệ, Tưởng Hân, Tôn Thiến, La Hi. Ngoài ra, Mị Nguyệt Truyện còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như Lưu Đào, Mã Tô, Trương Nhất Long, Mã Tư Thuần, Hoàng Hiên, Tôn Di, Cao Văn Tường. Mị Nguyệt Truyện xoay quanh cuộc đời của Mị Nguyệt do Tôn Lệ thủ vai, nàng công chúa được Sở Uy Vương yêu quý. Sau khi Sở Uy Vương băng hà, Mị Nguyệt lâm vào cảnh bơ vơ, bị Thái Hậu ép đến giữ hoàng lăng vô cùng khốn khổ. Sau đó, cô theo trưởng công chúa Mị Xu, chị em cùng cha khác mẹ gả đến nước Tần xa xôi. Vì nhận được sủng ái của Tần Vương, Mị Nguyệt trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Để bảo vệ tính mạng, Mị Nguyệt phải tự trưởng thành trong sinh tử. Từ một nàng công chúa của nước bị thất thế, nàng từng bước xưng bá chủ trên ngôi Thái Hậu. Không chỉ đưa nước Tần từ một nước nhỏ trở nên lớn mạnh với thế lực quân sự hùng hậu mà còn thu phục lục quốc, thống nhất thiên hạ. Bộ Bộ Kinh Tâm. Bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám của tác giả Đồng Hoa, được phát sóng vào năm 2011. Phim sở hữu dàn diễn viên tên tuổi như Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoàng, Trịnh Gia Dĩnh, Quách Hiểu Đình. Thay vì tranh đấu trốn hậu cung như những phim trên, Bộ Bộ Kinh Tâm chủ yếu xoay quanh việc tranh đoạt ngôi vị đế vương của các hoàng tử. Câu chuyện bắt đầu khi cô gái tên Trương Hiểu, do Lưu Thi Thi thủ vai, vốn là một nhân viên văn phòng bình thường thời hiện đại. Cô vô tình lạc vào đường hầm thời không mà vượt thời gian ngược về triều nhà Thanh. Ở đó, cô mang thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, một nàng tiểu thư thông minh, hoạt bát nhưng sở hữu những hành động kỳ lạ. Thời gian dần trôi, Nhược Hy vì kề cận bên chín hoàng tử mà dần bị cuốn sâu vào cuộc đấu tranh giành ngôi vị đầy khốc liệt. Tình yêu, tình bạn, tình thân dần trở thành thứ tình cảm xa xỉ, phải đánh đổi bằng mạng sống, sự tự do và lòng tin. Đến cuối cùng, khi tứ hoàng tử dẫn chân giành được ngôi vị cao nhất, trở thành vua Ung Chính sau này, cũng là lúc Nhược Hy xuyên không trở về thời hiện đại. Sự ra đi của cô bỏ lại những nỗi đau mà không phải ai cũng có thể xoa dịu. Bộ Bộ Kinh Tâm không chỉ là một tác phẩm kinh điển mà còn là bộ phim xe duyên cho nam nữ chính Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nên duyên vợ chồng ngoài đời thực. Đâu là bộ phim cung đấu yêu thích nhất của bạn, khiến bạn ấn tượng nhất phải xem đi xem lại nhiều lần nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. See you!